Vâng, xin chào các bác. Hôm nay thì em xin giới thiệu đến các bác một siêu phẩm thực sự luôn, phải nói là một siêu phẩm. Đó. Thuộc dòng đời gần như là cao nhất của dòng Onkyo. Onkyo thì các bác biết rồi đúng không ạ? Ra đời từ năm 1946 đúng không ạ? Ra đời từ năm 1946 hay 45 nhỉ? 1946 hay 45 gì đó ở bên Nhật và cực kỳ nổi tiếng nhá, Onkyo này. Từng là một gọi là những nhà sản xuất âm thanh gọi là hàng đầu trong khu vực châu Á luôn, thậm chí có thể là trên thế giới luôn. Các bác không tin có thể vào tìm hiểu nhé về thương hiệu Onkyo. Đó. Và từ năm 1946 em không nhớ là 46 hay 45 nhưng mà tranh nhau 15 thôi thì đấy, từ đợt đấy đến tận bây giờ thì hãng cho ra rất là nhiều sản phẩm. Nhưng mà một con sản phẩm mà được chắt chiu, được nâng cấp gần như là hoàn thiện nhất thuộc phân khúc gọi là mini thì đó chính là con CRD1 LTD này, được nâng cấp và được nâng cấp hoàn toàn về vi mạch. Đấy, nâng cấp hoàn toàn về bộ vi mạch, bộ xử lý tín hiệu, giải mã CD 24 bit, giải mã từ TV xuống cũng 24 bit đó, giải mã cho các thiết bị như là TV hay là điện thoại hay là CD đều là 24 bit hết, theo đúng chuẩn công nghệ của Nhật luôn, sử dụng công nghệ Vectorline Digital đó, được sử dụng một bảng mạch riêng. À, cái đời trước của dòng CRD1 LTD bản giới hạn này thì đó chính là con CRD1 và CRD2. Các bác có để ý là thấy nhá, CRD1 và CRD2 thì hai cái phiên bản đó thì nó sẽ là màu trắng, màu trắng các bác nhìn trắng sáng luôn. Còn đây thì nó thiết kế theo kiểu là màu xám ghi đó, nó là phiên bản LTD, tức là phiên bản giới hạn đấy, limited. Số lượng sản xuất ví dụ nói như là chỉ khoảng 2.000 bộ đấy, thì ví dụ như bác khách nào mà đang sở hữu một con như này thì chính là đang sở hữu một trong 2.000 con sản phẩm đó, bởi vì đây đó là bản nâng cấp có nhá, bản nâng cấp của hai bản D1 và D2, bao mạch hoàn toàn đẳng cấp hơn rất là nhiều đó, và truyền tải cái dữ liệu âm thanh cực kỳ tốt và sống động đấy. Thế tại sao mà nói là bản này là bản cực kỳ VIP cho những bác nào mà may mắn sở hữu được đó, chính là con Onkyo CRD1 LTD. Từ cách thiết kế là các bác sẽ thấy sự đẳng cấp của nó rồi. À, với các cái thanh ốp bên cạnh đều là gì ạ? Nhôm. Rất là dày và phía trên lắp các bác nhìn này, được gia cố bởi bốn con lục giác. Phía hai bên sườn là ốc. Cầu của công suất ở đây thì nó là bắp chuối các bác nhá. Và bên trong của nó mạ vàng. Đó, cầu bắp chuối và mạ vàng 24K. Đây, các bác nhìn bên trong này. Đó, sự đẳng cấp của con này thì nói chung là em nghĩ là không thể gọi là để đâu để mà nói ra hết được. Còn bây giờ em sẽ cắm điện và ra tín hiệu. Đây. Đó. Nếu như bác nào mà chơi âm thanh từ ngày xưa thì biết đúng không ạ? Thì là tất cả những cái tiêu chí mà đi chọn âm ly thời xưa ấy. Đó, từ từ cái thời mà rất là lâu rồi thì em thực ra thì cái này là cũng chỉ là nghe qua các cái bác mà đã chơi âm thanh lâu năm rồi. Đấy, và nhất là những bác ở trên phố ấy, thì là chơi rất lâu năm ở gần cho em này, phố cổ trên cho em này, thì các bác có tức là ngồi chia sẻ với nhau các bác, thì là cũng là may mắn thôi, được các bác chia sẻ thôi, thì là cái tiêu chí chọn âm thanh từ thời xưa ấy là một con âm ly mà cái đầu tiên người ta nhìn vào đó là nhìn vào cái dây nguồn đó, và cầm vào cái dây nguồn này này các bác này, thứ nhất là nhìn vào nó có to hay không, cái thứ hai là cầm nó có mềm có dẻo hay không, và những cái tiêu chí đó là cái tiêu chí đầu tiên để xác định một con âm ly gọi là, tức là cái yếu tố ban hình thức bên ngoài đấy để nhìn vào để đánh giá sơ lược về một con âm ly. Sau đó thì các bác sẽ nhìn vào phía bên trong ruột và thiết kế xung quanh để mình đánh giá chất lượng chuẩn nhất về một con âm ly có đảm bảo chất lượng hay không. Đấy, ý em muốn nói là cái dây đầu tiên, cái dây nguồn này, đấy là ngày xưa là em thấy là các bác chia sẻ. Rồi, bây giờ em sẽ kết nối các chức năng và test thử luôn cho các bác nhé, để các bác cảm nhận rằng con CRD1 LTD này có xứng đáng với cái giá tiền mà các bác bỏ ra hay không. Các bác đợi em nhé, để em sẽ kết nối dây. Vâng. Thì đây em đã kết nối xong dây các bác nhá. Thứ nhất là dây để cắm hoa thì em đã cắm xong rồi. À, cái này thì thực ra là không được phép cắm như này đâu các bác nhá. Cắm như này là mình phải dùng cầu bắp chuối cơ. Nhưng tại vì ở đây em hơi lười một chút thì là em cắm như vậy. Còn nếu mà để kẹp dây, những cái dây này mà không có đầu cắm thì các bác sẽ kẹp vào đây nhá. Đây, nó sẽ có cái chân kẹp như này. Đấy, hoặc nếu bác là dùng bắp chuối thì mình sẽ cắm vào. Đó. Ở đây thì đường quang để kết nối với Smart TV thì em đã cắm đây rồi. Nó sẽ có hai quang, một in một out thì em đã chọn cổng in. AV thì nó sẽ có tổng cộng là 5 cổng và được chia ra làm hai cổng ra, ba cổng vào.
hai cổng ra sẽ được đặt xen kẽ giữa ba cổng vào. Đây, mời các bác nhìn qua. Ba cổng ra này thì các bác có thể truyền xuống con vang, đẩy hoặc âm ly to để hát karaoke. Và các bác sẽ có một cái nguồn nhạc 24 bit chuẩn Nhật, sạch sẽ cực kỳ luôn. Đó, cam kết với các bác luôn. Đấy, còn các bác không tin thì các bác có thể lên trên mạng search Onkyo CRD1 LTD. Đó, nó sẽ ra tất cả những cái bài viết về cái dòng này. Các bác sẽ thấy rằng là nó đẳng cấp và giá trị nó như thế nào. Bởi vì đây là một cái bản được nâng cấp từ CRD1D2 và nâng cấp theo gọi là bản giới hạn luôn. Tức là các bác chỉ có tần đấy đầu máy thôi. Ví dụ như nói là 2.000 máy thì bác nào sở hữu được con này thì là người may mắn trong số 2.000 người đó. Đó, sở hữu được một con máy như thế này. Đó. Rồi, ok, bây giờ em sẽ lên nhạc trước nha. Con này thì nó có, như em đã nói nha, thì tức là nó giải mã 24 bit cho các thiết bị như là vang này, để hát karaoke, để đẩy hát karaoke, hoặc âm ni to để hát karaoke. Ngoài ra thì các thiết bị nghe nhạc khác nhau. Đó. Các chế độ điều chỉnh rất dễ. Ở đây thì có input là gọi lệnh đầu vào. Đó, tất cả các lệnh đầu vào ở đây thì sẽ được gọi qua con này. Đấy, tiếp theo thì nó sẽ là đây là lệnh direct này. Cái lệnh direct này là lệnh đánh trực tiếp. Tức là cái nguồn nhạc được đưa vào bộ khuếch đại. Bộ khuếch đại trực tiếp coi nhá. Đó, và bộ khuếch đại sẽ dẫn tín hiệu ra loa luôn. Đó, còn nếu các bác không dùng cái chế độ direct này thì các bác sẽ đang để chế độ này là chế độ tông. Và cái chế độ này là nó chế độ hiệu chỉnh âm thanh, bass, tap và chế độ gì ạ? SBD. Đây. Bass này, treble này. Đó. Tức là cái chế độ để hỗ trợ chỉnh tinh chỉnh tiếng bass và tiếng tap. Đấy. Và qua cái bộ điều chỉnh này rồi thì nó mới đưa vào bộ khuếch đại và dẫn tín hiệu ra loa. Đó, thì đây là cái độ đánh bass tap và chế độ đánh mộc. Đấy, direct thì các bạn có thể là đánh mộc. Tiếp theo thì đây là cái chế độ chuyển bài của CD. Và tiếp theo thì đây là cái cho CD ra vào. Đó, các bác sẽ chọn đây và CD nó sẽ ra vào từ đây. Tiếp theo đây là stop đấy, và play của nó này. Ok chưa ạ? Đây là volume này. Đó. Bây giờ em sẽ đi test từng cái một cho các bác nhá. Đầu tiên em sẽ test điện thoại này. Đó. Hiệu chỉnh bass tap này. Nhá, thì đấy là một chút qua về cái chất âm từ điện thoại đó và máy tính, kể cả từ máy tính hay điện thoại, thì khi qua con này nó vẫn qua cái chế độ xử lý 24 bit để nó sàng lọc tín hiệu cực kỳ chuẩn luôn cho các bác. Thế nên là dùng con này em nói thật các bác là bỏ đồng tiền ra nhưng mà nó xứng đáng cực kỳ luôn cho các bác. Tiếp theo em sẽ chuyển sang chế độ digital. Đây chính là chế độ digital các bác nhá, giải mã từ YouTube của TV xuống này. Anh nói chiều nay anh về phố nhỏ, hẹn tôi đón anh. Anh viết trong thư chờ anh em nhé, chuyến tàu cuối ngày. Tôi đến sân ga trời chiều lộng gió, hôn hút đường tàu lẫn phất mưa bay ga vắng thưa. Đó, thì đấy chính là cái chất lượng về cái nguồn nhạc của nó. Bác nào mà đang mới hát karaoke thì em nghĩ là không nên bỏ qua con CRD1 LTD này. Thực sự các bác là nó quá đẳng cấp luôn. Còn ngoài ra các bác có thể ghép thoải mái loa nhé. Tất cả những con loa Bass 20 đưa vào con này thì hết sức bình thường hết các bác nhé.
Đối với nó thì nó là quá nhạt để đánh một con loa tầm bass 20. Đó. Công suất của nó là 80W một 80W coi nhá, 80W này. Đó, và hàng thì được sản xuất tại Nhật. Đó. Đánh thì phải nói là thực sự bác là mê luôn. Thiết kế thì rất ấn tượng các bác nhá. Các đường led nó vuông thành sắc cạnh và các cái đường chỉ phào của nó này. Nó làm kiểu chỉ hai lớp này. Nhìn nó phải nói là rất là đẳng cấp luôn. Em thấy là CRD1 này ngoài cái yếu tố bảng mạch được nâng cấp, kèm theo cái chất âm được cải thiện và cái hình thức cũng phải nói là đỉnh cao các bạn. Họ làm rất là cầu kỳ và chú ý từng cái chi tiết nhỏ nhặt nhất. Đấy, làm sao để người dùng mà dễ dùng nhất, sử dụng làm sao mà nó tiện nhất. Thì đó chính là con CRD1 LTD. Đấy, rất tỉ mỉ đúng không ạ? Ngay cái giải LED này các bạn này, được làm nó đơn giản thôi nhưng mà nó toát lên cái sự sang trọng. Nói chung CRD1 LTD này thì em nghĩ là bác nào sở hữu được thì đó chính là một cái gì đó rất là may mắn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là các bác sẽ có một cái chất lượng âm thanh nó cực kỳ là mịn và sạch. Và cái thứ ba đó là nó mang về yếu tố trưng bày nữa. Nó đẹp và nó đẳng cấp, nó sang trọng. Đó. Bác nào chốt em này thì cứ alo cho em nhé. Hàng thì bên em sẽ gửi tận nhà, trao tận tay. Các bác nhận hàng được bóc ra kiểm tra thoải mái, không đúng như trên video thì không nhận hàng. Đó. Sản phẩm này thì hiện tại nhà em chỉ có đúng một máy duy nhất nhé. Có một con máy duy nhất. Các bác nhận hàng thì chắc chắn đúng mã series này là 22355. 22355. Nhận hàng chắc chắn đúng mã series bởi vì là hiện tại nhà em chỉ còn đúng một con này thôi, không có con thứ hai. Đó. Nhà bác nào chốt thì nhanh tay luôn ngay cho em nhá. Vâng, xin chào các bác.